Nghe bác.
về ghép nhạc vô. Nổi tiếng hiểu không? Quay như vậy là được rồi, tăng em lên. Đây là sẽ có khoan chết cắt bỏ qua đi. Keo đẻo này, keo đẻo nó đang vuông keo này, nó là cục này nè. Lên văn phòng ơi. Ai biết? Sổ đóng. Sổ đẩy mạnh. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hàng thứ tự nó chạy. Đây, số 1 nè. Số 1 đã chạy gì nè. Số 1, 2, 3, 4, số 11 đây. Cái số 11 này để cái liệu là cái liệu là FR 820 ha. Đó. Là cái
cài số 11 nè, ra cái bảng coi. Cài số 11 và đúng là 82SR 82 này nha. 11 nè. Đây. 1820, số lượng 125 kg. Ngày sản xuất, ngày hết hạn. Đó. 125 kg là 5 thùng các bạn. Ví dụ như cái cài này á, cài số 2 nè. Cài số 2 đã hết hả? Khói hàn á. Có khi nó hít vô, mình hít vô khói hàn á, tối trưa mình ngủ mình bạch hoạt á, nó hít vô á. Số 2 83 25 kg. Nè, 25 kg thùng á. 82 cái cài số 2 các bạn. 25 kg nè, thấy không? Mình nó để theo sắp xếp theo thứ tự các bạn. Đó là số 2 ha. Tương tự như mấy cái kia cũng vậy thôi. Đây cũng vậy, đây là bọc bịch. Ví dụ như đây là số 1 là để giấy nè. Đây là số lượng nè. Cái bọc thì nó không có cái nó không có cái thời hạn sản xuất với ngày hết hạn, cái bọc này không có hết hạn. Giống như số 3 ha, 40-45 lục tổ BE. Số lượng còn 5 bao ha. Mình coi thử số 3 nha. 40-45 lục lỗ nè. BE 3 đây. Đây là 40-45 này bạn, lục lỗ này ha. Lục lỗ này. 40-45 đó, 40-45 đục lỗ nè, 25 kg nè, 5 bao nè, 5 bao nè, 125 kg là 5 bao ha, đó. Kiểu như vậy bạn, mỗi cái cài này sắp xếp lên cái lựa đó nè, tên gì hay ghi ngoài bảng. Đây cái cài này nè.